cả các anh em trở lại kênh video 868. Hôm nay mình tiếp tục làm clip quay ba con vẹt ngược hồng non mình nuôi này. Mình đã chia sẻ ba video lần trước rồi. Đây. Mình cho hôm nay mình cho ăn bắp đây này. Đó. Mình xích chân cho nó cũng dạng này. Đấy, ba con. Đây là một cái cốc mình pha mình cho nó ăn này. Đấy. Hôm nay mình quay mình chia sẻ anh em cách nuôi này, cách dạy chim nói này, thì mình sẽ hướng dẫn các anh em cho ăn nhá. Đây một ngũ cốc mình mua ở siêu thị hoặc là mấy tạp hóa nó bán này, về mình pha nước sôi để nguội này, ấm ấm để đấy mình xà lanh, cái này mình mua ở tiệm thuốc tây anh em nhá. Đấy, xong mình bơm mình cho nó ăn ngày 3 bữa. Cho ăn như vậy nó dạy nó thì rất là thuần. Đấy, con này nó dạn lắm này. Đấy. Lên tay này. Đấy. Con này nó dạn lắm này. Con này nó dạn lắm này. Đấy. Đấy. Như tập bay đấy. Rồi giờ mình cho nó ăn nhá. Cho nó ăn này. Đấy, anh em cứ cho nó bơm. Rồi đấy. Có khách, có khách. Có khách, có khách. Có khách, đấy. Có khách. Có khác. Đấy mình nuôi từ nhỏ lên đấy. Con đút cho ăn này. Có khác. Có khác. Có khác. Có khác, có khác. Có khác. Giờ nó đang vào mùa hồng non anh em nhá. Năm chỉ có một mùa rơi vào từ tháng 3 đến tháng 7. Nghĩa là ăn Tết xong ấy. Nó đang vào mùa của vẹt ngược hồng non. Đấy, lúc đó anh em mua thì dạy nó dễ, nuôi rất dễ. Cái này thì mình nuôi lớn thì mình cho ăn bắp hoặc là ăn ớt này. Đấy. Rất là dễ nuôi đấy. Anh em có thể là thích về xích cột cho nó dần dần. Đây, mình chia sẻ cho anh em cách chọn con trống nhá. Thì con trống thì đầu nó to, nó bè, cái đầu nó to này, mỏ nó to, đầu nó vuông vuông này, đấy, em thấy không? Đấy, cái đầu nó vuông. Đấy. Tầm khoảng tháng là nói được ngay. Có khách, có khách, có khách. Chọc cái cắn nè. Chọc cái cắn. Đấy, giờ mình chia sẻ anh em cách dạy chim nói nhá. Đây mình dùng cái điện thoại iPhone mình. Điện thoại mới thì mình mở lên này. Đó, anh em vào cái phần mềm YouTube nhá. Đấy. Đấy, anh em tìm chữ dạy chim mình chọn cách dạy nhà có khách hoặc là chọc các cái cắn này hoặc là mẹ ơi có khách này. Đấy, mình dạy câu mẹ ơi có khách thì mình bấm vào đây. Đấy, mẹ ơi có khách thì mình chọn cái câu. Đấy, để chim nói này.
mình chọn cách câu nói mẹ ơi có khách bật lên đó. Mẹ ơi có khách, mình cứ để đây, mình cứ để cạnh mẹ cái lồng ơi, này có khách. Mẹ ơi có khách đó, mình dậy cái lúc là buổi sáng sớm ấy, mình cứ để cái máy này đây. Mẹ ơi có khách đấy, mình cứ mở mẹ như vậy ơi, là khách nó vẹt nó học. Mẹ ơi cứ để tầm khoảng cứ ngày nào cũng vậy, cứ sáng sớm để khoảng từ 30 đến 40 phút, cứ một câu một rồi thôi. Mẹ ơi có khách đấy, mình cứ mở như mẹ vậy ơi, mà có khách, khách vẹt nó nghe mẹ nó ơi, học nói có à. Khách. Mẹ ơi có khách, anh em nào có cái máy ghi âm gì không mà mình ghi âm lại mình mở mẹ nghe. Ơi có khách, nhưng mình thì mình mở cái lại luôn này. Mẹ ơi có khách đúng. Mẹ ơi có khách, mình cứ mở như vậy cứ mẹ buổi sáng ơi, sớm tầm khoảng 5 giờ đến 6 giờ mình cắt mình cho ăn, ngày nào cũng vậy cứ cho nghe câu đấy. Mẹ ơi có khách, nghe một thời gian mình lại đổi câu khác, mẹ ơi, chẳng hạn như câu chọc mẹ cái chắc chắn này, có khách. Chào khách, anh em cứ mở trên mạng xong là mình ghi âm lại hoặc mình mở trực tiếp luôn. Mẹ tháng ơi, sau là có khách. Đảm bảo vẹt sẽ biết nói. Mẹ ơi có khách đó, anh cứ mở cái này để như vậy. Mẹ ơi có khách, mẹ ơi có khách, mẹ ơi có khách đó, anh em không thích câu này thì mở câu khác. Mẹ ơi có khách, mình mở câu khác nhá. Mẹ ơi có khách, câu nhà có khách này, câu nhà có khách mẹ này. Mẹ ơi có khách, mẹ ơi có khách, mẹ ơi có khách. Đây mình mở câu chào khách đi. Mẹ ơi dễ. Có khách. Đấy, chào khách cho mình. Nó anh em cứ bật lên mở chim nha, nó học. Chào khách. Mới đầu anh em cho mở chào hai khách. Từ thôi, chào khách thôi. Chào khách. Không quen dần mình mở nhiều từ lên. Chào khách. Mình để sát đi, gần hơn con vẹt nó nói nghe được. Ở cái lồng của nó. Chào khách. Buổi sáng thì chào anh em dậy thì tầm khoảng 5-6 giờ sáng. Lúc nào để chỗ nào nó yên tĩnh, không có người đi đâu. Chào khách. Vẹt nó nghe được. Chào khách. Chào khách. Đấy, hôm nay mình chào chia khách. Sẻ cách cho vẹt ngực hồng non ăn này. Cách dạy chim nó này. Chào đấy. Anh em lại nhật ký kênh VG868. Nhấn nút đăng ký. Chào chia sẻ giúp mình nhé. Chào khách. Mình mới làm clip. Chào khách. Chào khách. Chào khách. Chào khách. Chào khách. Rồi, cảm ơn anh em đã ủng hộ kênh chào cho mình khách. Nhá. Chào khách. Chào khách. Chào khách. Chào khách. Chào khách.